Nguyễn Quang A là cái tên không còn xa lạ gì trong làng dân chủ cũng như đối với nhiều người dân Việt Nam, bởi chính sự tài năng của ông ta đã bị lợi dụng và dùng sai mục đích. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, được tạo điều kiện ăn học ở nước ngoài trong khi nhiều người cùng lứa tuổi đang hy sinh để giành độc lập, tự do và thống nhất cho đất nước. Nhưng Nguyễn Quang A sau khi học xong chưa có một cống hiến thực sự nào có ý nghĩa cho đất nước thì đã sử dụng tài năng của mình đi theo bè lũ phản động, có nhiều lời nói hành động chống lại đảng và nhà nước. Vừa qua, trả lời trên đài phản động BBC về công cuộc chống tham nhũng của đảng ta đang tiến hành, Nguyễn Quang A đã trả lời rằng đây là cuộc đấu đá nội bộ trong đảng, là cuộc chiến không có hồi kết, và vì thế Nguyễn Quang A đổ lỗi cho chế độ, qua đó yêu cầu cần phải có tự do báo chí, cần phải có hệ thống tư pháp tách bạch, thứ lý thuyết đổ tại chế độ, cần thay đổi chế độ là luận điệu mà hàng ngày chúng ta được nghe từ đám chống cộng. Nhưng với một tiến sĩ khoa học như Nguyễn Quang A, luận điệu này càng trở nên kịch cưỡng hơn bao giờ hết. Đầu tiên, có thể thấy hiện tượng tham nhũng diễn ra ở tất cả các nước trên thế giới, nhưng hiện nay đám chống cộng luôn gắn chặn hiện tượng này với chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo, mà quên rằng tham nhũng xuất hiện ngay từ những hình thái nhà nước đầu tiên của con người, và cho đến nay nó xuất hiện ở tất cả các nước mà không phân biệt chế độ. Và cuộc chiến phòng chống tham nhũng là cuộc chiến dai dẳng, khó có hồi kết nếu như chưa xây dựng được chủ nghĩa cộng sản một cách nguyên nghĩa. Thực tế hiện nay, từ châu Âu đến châu Á, vấn đề tham nhũng len lỏi ở tất cả các quốc gia, ở tất cả các nước mặc dù là điều kiện kinh tế xã hội khác nhau. Hiện nay, các nước ở châu Á, tham nhũng đang trở thành một vấn nạn và nó diễn ra ngay ở tầng cao nhất. Malaysia là một nước khá phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak vừa năm ngoái đã bị bắt và đưa ra tòa. Ở Thái Lan, cựu thủ tướng Sinluk Sinawacha nhanh chân rời bỏ đất nước cũng như trong cáo buộc tham nhũng. Hay như Hàn Quốc, một biểu tượng phát triển của châu Á thì các đời tổng thống cũng đều bị dính đến cáo buộc tham nhũng mà phải trốn ra nước ngoài, tự sát hay ngồi tù. Hay là nếu nói chống tham nhũng là cuộc đấu đá nội bộ trong đảng như lời Nguyễn Quang A, thì Nguyễn Quang A muốn hướng tới đấu đá nội bộ là tranh giành quyền lực, là hãm hại lẫn nhau. Nhưng ở đây, rõ ràng là cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu tranh giữa cái đúng và cái sai, giữa các đảng viên trung kiên, một lòng vì lý tưởng với những con người vụ lợi, phai nhạt lý tưởng, bị đồng tiền và quyền lực làm mở mắt. Đó là sự đấu tranh giữa sự phát triển đi lên và sự trì trệ, giữa lòng tin yêu của nhân dân với sự phản bội lại lòng tin yêu của một số đảng viên tha hóa. Có thể thấy rằng, sự suy luận gượng ép đến buồn cười của một tiến sĩ khoa học đã bộc lộ lối suy nghĩ hẹp hòi đến lệch lạc của những người tự xưng là nhân sĩ trí thức như Nguyễn Quang A.